Wow, còn cá chép. Cá chép, cá chép, cá chép, cá chép. Cá chép hấp. Cái tay ngay. Ôi dồi ôi, trứng không là trứng này. Lắm rồi. Để lên đây cho đàn nóng lại cho cô này. Anh em, nếu lại 4 giờ chiều lại đi làm cụ taxi các bạn ạ. Xe tận dụng không? Xe gia đình mà lại làm đi cụ taxi để đi chơi mọi người nhá. Bây giờ đi đón khách. Xin lỗi các chú đi hơi trễ một xí nha. Đấy, mời các thượng đế lên xe. Đường vào trong Buôn Đôn ấy. Đó, đó, đó. Gần đến nhà ông ngoại cháu rồi đấy. Anh chú đưa cháu cho thật chưa? Không lên kia mấy anh lại bắt cho 900 ngàn lại. Rẽ qua đường Nguyễn Thị Định cái đi qua lại chỗ nó gần lắm, có 4 cây à. Trường cấp 2 cho cái địa chỉ là mình điện bấm mới gửi cái địa chỉ qua đến độ hả? Anh nuôi. Bây giờ đi đường Hòa Xuân chú ạ. Đi Hòa Xuân. Qua. Đúng rồi, Hòa Xuân qua thôi. Không cần gọi đến nơi thì gọi chú. Cháu đưa đến anh Nhun rồi ta gọi xem chỗ nào. Đường này là đường Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh. Ngày xưa được gọi là đường Tân Hải chú nhỉ? Ngã ba Tân Hải đấy. Bây giờ là chuyển sang là Phan Chu Trinh. Chú Đoàn giống như đúng là dân Cao Bồi đi chơi rồi đấy nhè. Cháu cũng phải mua cái túi trong chú ấy, nó mới đẳng cấp rồi. Có điện thoại, có điện thoại, có ví. Mới vào trưa này nè. À, để xem. Mua trên Shopee đó. À chà. Ai chà ơi, không có ví. Mới mua trên Shopee luôn hả? 52 ngàn. À dạ, được. Ta định là ra về quê mà. Mà về quê để đội gì là cháu phải mua một cái để đi với mày đó, là mặc đồ này nè, ta tính cái bộ demo đen ta rồi. Cứ mỗi ngày là mỗi bộ. Được đấy. Đây là đường Hồ Chí Minh chỗ này. Đây là con đường Hồ Chí Minh, là đường quốc lộ 14 này. Đó đứng đây nè, mát nhà vô. Không có chỗ ngồi. Qua quán cà phê đó, đứng đó đứng đó đó. Đứng ngay của chỗ quán biết đó. Quốc lộ 14 hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh đấy. Đấy, con đường. Đường này chạy thẳng. Quốc lộ 14. Mai mốt mình cũng đi ra đến thằng Nam Giang là rẽ sang đường Hồ Chí Minh đấy chú. Đúng rồi. Ta đến đi Đông Đông Giang đấy, là về chỗ chú Đoàn đấy. Định là 10 à, nếu mà được là anh em ra về khoảng 13, 14 thì về đó. Xăng hôm nay 24, 23. Ghê thật, đang còn chiến tranh thì xăng còn nhiều. 34, 390. Đổ xăng. Cây lúa cứ chuyển qua cây màu. Rồi. Cái màu cái lẫn lòm chuyển làm. Cái thằng Diễn Châu đấy, nó giàu lắm đúng không? Nó giàu. Cái đoạn này là thuộc Hòa Nam rồi chú Đoàn này. Khó nhất đây. Khó nhất đây, cái dốc này đây. Cái này là thuộc đất Hòa Nam rồi. Đấy, sang bên này là thuộc Buôn Đôn rồi đấy. Buôn Đôn đó. Buôn Đôn Hòa Nam đây là cái đường xá nó không xịn bằng bên thằng Hòa Xuân nhỉ. Hòa Xuân nó làm ngon hơn. Nhưng mà con đường này cũng chuẩn bị làm thôi. Quy hoạch 30 mét cơ mà. Rộng như thế à? Dạ vâng chú, quy hoạch 30 mét. Trừ mốc độ giới hết rồi đấy. Dạ. Dạ.
phê. Khô nó dễ cháy quá. Ờ, dễ cháy, mùa này là mùa cháy trong Tây Nguyên mà chú. Khô, cà phê. Mùa này là mùa ghê gớm luôn. Cực khô rồi. Cà phê nó dễ héo quá. Dạ. Yeah. Nó phải tưới lại tuần, nó tưới một lần. Ủa cái đường này, thấy không? Cái này đã sửa rồi đấy. Đường này mà xe gầm thấp đi thì vất vả. Ôi dồi ôi, cái đường gì mà đường. May mà đi gầm cao các bạn ạ. Chứ con đường từ Hòa Xuân sang Hòa Nam nó chưa làm, nó vất vả quá. Còn đây là con đường tính lộ 1. Con đường này vừa mới làm xong, chạy vào Buôn Đôn, E Súp vào Campuchia, cân biên giới của Campuchia đấy. Con đường này quy hoạch được 45m đi khá phê các bạn. Wow, còn cá chép. Cá chép, cá chép, cá chép, cá chép. Cá chép hấp. Tuyệt vời quá nhỉ. Bỏ trong này là tiêu này, riềng, riềng này, rồi là đúng rồi, nấm mèo, nấm mèo nữa. Này là đúng bài luôn rồi đó. Bỏ y xảo quá thêm cả vô. Đấy, hôm nay chờ các chú đi chơi, các chú từ Quảng Nam, Đà Nẵng vào đi chơi. Thì cái nghề này áp lực lắm mọi người ạ. Đi thế này là thường thường hay được đi ăn ké đồ ngon. Chú Đoan nhỉ, đi cái nghề này là hay được đi ăn ké đồ ngon này. Cái tính lộ 1 làm xong đi sướng quá mà. Dạ. Chắc là trong nghỉ chưa làm hết đâu. Đẹp 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 dạ. Du lịch Buôn Đôn. Chưa khách chưa tới mà chú nhà đã lo lắc xe bia rồi. Người Tây Nguyên là vậy đấy. Người Tây, cái tỉnh Đắk Lắk á, là một trong những tỉnh tiêu thụ bia lớn nhất nước luôn cô. Bia uống quá trời luôn mà. Mà do là bị nồng độ cồn nên là năm nay thằng bia nó cũng khóc ròng luôn. Tại vì đâu có ai dám uống nhiều như đợt trước nữa. Nhưng mà Đắk Lắk vẫn trong là một trong những cái tỉnh á, tiêu thụ bia lớn nhất nước. Lắc xe ít thôi chú ạ, uống hết rồi lại lắc xe. Xe của Hiếu các bạn thấy không? Vẫn thỉnh thoảng vẫn làm cuốc dịch vụ để đi tăng thêm thu nhập, đổ xăng, đổ dầu, bảo dưỡng xe vẫn ok. Đi nhưng cũng nhẹ nhẹ. Được. Bỏ thêm xá lá chanh đúng rồi. Con này chắc phải 3 kg cô nhỉ? Y 3 kg đúng không? Cháu có mắt nhìn đúng như 3 kg luôn. Phục nhí, mắm nhèo rồi, xả ớt riêng nó có luôn đấy. Tiêu dạ có hết. Này nhìn. Cái này hấp thì nó hơi lâu cô nhỉ. Hấp cái quý thì nó hơi lâu. Nửa tiếng. Nhưng mà ăn lại ngon. Sáng mai là mấy giờ cô làm bún? 3 giờ cô phải dậy rồi. Bán đến 8-9 giờ. 9 giờ là nghỉ. À, làm cái bếp này thì không có khói ha. Hay quá. Dạ, nấu một củi cà phê.
Hay quá, chưa có ly rượu nào mà vát vẫn hay. Nóng không? Nóng á. Đây để cháu phụ. Có rắc cái này lên không cô? À, có cả mớ đó rồi hả? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cái này bây giờ nóng ấy. Nóng nóng đó cô ạ, phải lấy cái giấy này này. Lót cái giấy vào. Ngày mà bán được mấy chục ký bún là giờ là đỉnh lắm á. Đây, để đây cho đàn nóng lại cho cô này. Dạ. À, trời ơi. Dạ. Hồi đấy nó yên tĩnh nữa. Để chú có cái hú rượu gì đâu đấy. À, rượu muối. Rượu hả? Rượu. Rượu cây gì đấy chú? Rượu nếp cẩm cũng có đó kìa. Cái đó là để ngò thúc. À, mà cây gì chú? Cái ngò ngò của mình hả? Ngò là để xay nước uống. Cái ngò ăn này, cái ngò rí này. Đôi rồi, ngò đó khi mà đào thải thận là nó cũng uống cái ngò đó đấy. Ờ, nấu nước lên, bỏ một nhúm lá ngò. Lấy nấu 1 lít rưỡi nước, nấu còn 1 lít là ok đẹp. Thì uống rượu, ngoài Bắc là chuyên gia thích uống rượu thôi. Không có hợp uống bia giống như ở trong Nam mình. Đây đây, cái chén nào chén để cho nó cái chén. Năm nay là mạnh khỏe. Dạ. Hai vợ chồng có mà. Dạ, em cảm ơn. Cố gắng thả ra kiếm nàng đứa cho nó vui gửi luôn. Chú trời. Rồi mời các chú nha. Vô cái. 1, 2, 3 vô. Đó. Bạn bè cùng quê lâu này với gặp này. E nhôn. Mới bắt con trai như xong thì bắt ra đó lấy cho trong nhúng. Là chép. Không, bỏ miệng luôn, rồi sổ rồi. Đấy đấy. Thưởng thức đi chú. Dạ. Tuyệt vời không? Đậm đà bản sắc dân tộc. Ok đó. Nghe nhau nhau cũng phải. Tại nhà bên nhà ta nấu mày con gà giống khẩu. Mày ta nghe nói bữa hôm qua mày ăn gà ớt quá là để tao mua cá nha. Thì vô bưng bở mày em. Ông này ông để thì không phải không. Chị mày hôm nay cũng 3 kg à. 3 kg. Cháu đúng, chú nói cũng giống cháu, đúng 3 kg là 3 kg đúng luôn. Đang hồi nãy hấp cái làng thì đã. Bỏ cái xương vào, bỏ cái xương vào mình. Bỏ xương, nhúng bánh tráng thì đi này. Đấy, cái này xương, bỏ xương.
Đây bia của chú đây. Đó nói tôi này. Dạ nó thật sự chính đáng. Rồi xong rồi các chú nhá. Đó cái nghề này áp lực quá, chờ các chú đi chơi lại được còn được ăn nữa thì chết rồi. Đó, cái ông này này. Chú cơ nhỉ, áp lực nhỉ. Ừ. Héo béo, héo béo. Do là chờ khách đi là mà vẫn được ăn. Chết thật. Dạ, hiếu vật vời chú ạ. Biết mấy cái clip của nó. Nó làm YouTube mà. Ngon đấy chú nhỉ, trong này là nhồi mục nhĩ đúng không? Cái mục nhĩ này ăn rất là tốt cho sức khỏe đấy. Mục nhĩ xả này, đủ thứ, không thiếu gì. Đủ thứ luôn này. Ôi, chú cứ ăn đi. Đấy, thấy không, phải không? Nó sướng cái này cơ mà. Mục nhĩ tiêu tét có hết. Đầy đủ. Chú bác phải nói gì là coi như... Nó chuẩn hết chú ạ, cái gì? Cái gì? Cái... Thế hả? Bún làm chi? Từ từ. Xí nữa là từ từ tính. Giống bên trong này. Gà sống. Giống bên đó gà sống à. Hòn quá. Được. Nè. Đây này. Cái bánh đa này với bánh đa Bắc chú này, nó xem nào, nó không có nhân dừa. Nhân dừa nó sẽ ngọt. Đấy, cái này là không có nhân dừa. Không có nước dừa tráng lên. Tên gì quay rồi nào. Em tên nào? Đúng rồi, mà mồi rượu ngon quá quay mất đó. Rượu à, năm nay là 61. Tôi là 68 rồi. 68. Anh sao làm? Anh sao làm? Mày còn sao làm? Mày tủ của tao còn lớn hơn. Ê rảnh. Anh hả? Rảnh đến nha. Ờ thật, anh lớn thì 2 tuổi. Thằng Bí Thì, thấy Bí Thì cũng là coi như 61. Cô ngồi luôn đi, ngồi à. Không đừng nói tưởng được á. Em lấy được 2 phần biết anh mà. Biết được rồi. Học các phim đi. Tao giờ đơn vị tính được lo nghe. Đừng tính. Đừng tính. Không, tao uống nước lọc thôi. Nước ngọt. Dạ. Ưng uống cái đĩa đó, ưng uống cái gì đó. Cháu cứ nước lọc. Thì kê cháu, các chú cứ tự nhiên. Rồi, tôi qua mà biết chứ. Ở đây ở ngoài đây tí anh biết mùi hồi sáng ta điện biết mình bị không pha là ai không ở được khác nào để lại cái thứ nghe dê thứ ngày xưa trứng này. Cái thế đắp cái rồi lại được ưu tiên chú Đoàn gắp cho trứng không này. Này ăn thì nó ngon lắm. Không, ví dụ đi ra đi vô vậy thôi. Nha, chứ còn tình huống này hả? Các chú đều là nghệ sĩ, vui lắm. Bạn bè lâu nay gặp nhau là hát hò. Ăn uống hát hò.
kiểu như ít quá là không kiểu không kỳ quá à. Không anh, tôi là một tháng của tôi ăn cá là 20 ngàn. Đúng rồi, con có mà ăn cá tốt hơn là ăn cá tốt hơn. Dạ đúng rồi ạ. À. Dạ ở thiên nhiên còn con heo ăn cũng thứ chắc đó, chắc mà kiểu như tự mình làm chế biến rồi nó không đâu. Bà tới này mới về chứ còn hơn năm nên là không về. Rồi. Chú cơ hết luôn, chú cơ hết luôn. Chú Ngọc hết rồi, chú Ngọc hết rồi, chú Ngọc hết rồi. Một rác bữa trong vui phải không? Má không về. Thông qua đảm gì nè. Quán nôm là nuôi nhầm quá là nó không nghe được rồi bây giờ tốt rồi. Rồi, đến lượt chú Đoàn, đến lượt chú Đoàn hết luôn. Hết để lát nữa đi. Hiếp. Mày làm mà thử cái này nè. À đây, đây cháu có đây rồi, cháu có rồi, cháu có rồi. Chú Đoàn lấy cho cháu rồi, ưu tiên nhất rồi đấy. Có bộ trứng quá nhiều. Dạ, đây đây chú Đoàn lấy cho cháu đây rồi. Mình ăn cái này là tí tí con. Tí tí con rồi đây. Đúng là tí tí con đây. Nghe cái chỗ ngã ba Hòa Nam mà xuống dốc anh chỗ nó có cái gì cá của mấy anh tại anh đòn lớn lắm. Ừ, cá to nó to này. Có là thủy điện sẽ nó bắt này. Mình thì lái xe thôi nên vì vậy là ăn xong trước. Các chú các anh thì khách mà sẽ đang hát hò uống sau thì cái nghề mà mình phải chờ khách thôi, nhận hợp đồng đi là mình chờ khách. Nhưng mà có nó cũng rất là cái hay vui và mình lại thích cái kiểu như thế này, được đi được giao lưu rồi được gặp gỡ người này người kia, lại nhiều khi là được thưởng thức nhiều món ngon nữa các bạn ạ. Cái nghề dịch vụ của xe là nó vậy đó các bạn ạ. Bây giờ trong này là các chú bắt đầu đang giao lưu văn nghệ. Còn Hiếu thì đã xong rồi, đi ra ngoài xe nằm chờ. Và lúc nào các chú xong thì về thôi. Có nhiều khi là 12 giờ, 9-10 giờ, đó chuyện bình thường. Nghe mà các bạn nhỉ.